tên siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Chú sói cô độc, siêu nhân thông minh. Siêu nhân thông minh đẹp trai quá. Tôi yêu cậu siêu nhân kỹ tính. 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 Gã đó đến đây để gây rối. Siêu nhân kỹ tính là tuyệt nhất. Quái vật, đó là quái vật. Có quái vật ở đây. Mũi khoan 500 thông minh. Dễ ợt. Ôi siêu nhân kỹ tính, cậu đã cứu tôi. Tôi yêu cậu, siêu nhân kỹ tính. Siêu nhân kỹ tính, cảm ơn đã cứu em. Siêu nhân kỹ tính ngầu quá đi. Ngầu quá, ngầu quá. Siêu nhân kỹ tính có gì ghê gớm đâu. Mình mới là người đã xử lý con quái vật. Mình sẽ tự tìm ra tại sao cô ấy lại được yêu mến như vậy. Siêu nhân kỹ tính, cậu ấy rất ngầu. Cậu ấy làm việc một mình. Cậu ấy giải được khối Rubik. Đó là lý do cậu ấy rất nổi tiếng. Chờ đã. Vậy nghĩa là một siêu nhân thân thiện như mình giờ đã lỗi thời rồi. Vậy là cô ấy rất ngầu. Cô ấy làm việc một mình và chơi Rubik rất giỏi. Mình cũng làm được như vậy. Chơi Rubik dễ thôi. Tôi đã xếp được khối Rubik này dễ dàng. Siêu nhân kỹ tính, siêu nhân kỹ tính. Xem đây. Ôi, siêu nhân thông minh, nhìn cô ấy bảnh quá. Đẹp trai quá. Siêu nhân thông minh, cậu thật ngầu. Siêu nhân thông minh, chúng tôi yêu cậu. Cậu ấy cười với mình kìa. Cảm ơn rất nhiều siêu nhân thông minh. Siêu nhân thông minh ngầu quá. Bây giờ mình có nhiều người hâm mộ hơn kỹ tính. Không, tiền xu của mình. Mình phải giả vờ ngầu, mình không thể nhặt nó lên. Yeah.
Mình phải tỏ ra ngầu. Mình không thể để mọi người biết là mình hết giấy vệ sinh. Ổn thôi nếu không ai tới, miễn là mình nổi tiếng. Tỏ ra ngầu nào, tỏ ra ngầu nào. Này thông minh qua đây, bọn tôi ở đây. Giả vờ ngầu. Mình phải làm một con sói cô độc. Số người hâm mộ của mình đang tăng lên. Mặc dù có vẻ như mình đã trở nên xa cách với bạn bè. Cho một ly nước ép. Đang có chương trình mua một tặng một. Cậu có thể chia sẻ một ly với bạn bè. Tôi vừa đọc một câu chuyện cười rất hay. Nó thật sự rất buồn cười. Ồ, các bạn ở lớp, nếu mình tham gia cùng họ, xếp hạng độ nổi tiếng của mình. Thôi quên nó đi. Lúc nào cũng giả vờ ngầu thật là cô đơn. Đó không phải là phong cách của mình. Tôi đã chán việc giả vờ rồi. Đã đến lúc trở lại con người bình thường của mình. Chào siêu nhân thông minh. Chào các bạn. Uống nước ép không? Quái vật Hải Ly. Siêu nhân thông minh gần đây đã đánh cắp tất cả sự chú ý từ siêu nhân kỹ tính. Ngươi không thấy giờ hắn là kẻ thù số một của chúng ta sao? Hãy đi kết liễu hắn. Siêu nhân thông minh, sao ngươi dám cướp đi ánh hào quang của siêu nhân kỹ tính? Wow, đó là siêu nhân kỹ tính. Siêu nhân kỹ tính. Quái vật Hải Ly sẽ lại thất bại lần nữa. Hắn thật vô dụng. Siêu nhân kỹ tính. Tôi yêu cậu. Này siêu nhân kỹ tính, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Túi nước đá trên trán hắn đã dở rồi. Giờ hắn sẽ không còn gì ngoài cơn thịnh nộ. Siêu nhân kỹ tính, tôi thấy sau cùng cậu cũng cần một người bạn. Siêu nhân biến hình. Siêu nhân robot. Wow, nóng quá. Nó đang bốc cháy. Con quái vật quá nóng. Chúng ta không thể chạm trực tiếp vào nó. Nam châm thông minh. Này kỹ tính, thử cái này đi. Siêu nhân thông minh, siêu nhân kỹ tính. Siêu nhân thông minh.
siêu điệp viên. Tôi là đặc vụ Maggie. Tôi là điệp viên hàng đầu trên hành tinh mất lòng. Tôi cũng là đặc vụ được yêu quý nhất của đại tướng quái bự và là người phát ngôn của Hiệp hội Mũi Im Lặng. Hôm nay tôi sẽ loại bỏ những siêu nhân phiền phức đó. Mọi người hãy chờ xem hành động của tôi nhé. Xông lên. Này, tôi cũng đi nữa. Cuối cùng tôi đã làm được. Cuối cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi. Tôi kiệt sức rồi. Phải, tôi cũng thực sự mệt mỏi. Điểm danh 1 2 3. Cả ba cậu đều đã ở đây rồi, tốt. Cả ba ư? Đại tướng, tôi cũng ở đây mà. Tôi không quan tâm đến những con quái vật tầm thường không đóng góp gì. Đại tướng, là tôi đây, đặc vụ Maggie. Đặc vụ Maggie. Đặc vụ Maggie, cậu nhỏ bé quá, cậu có thể làm được gì? Cậu là dự bị trong đội B, vì vậy chỉ cần tham gia các nhiệm vụ trinh sát thông thường. Có lẽ ông ấy xếp mình vào đội B vì ông ấy nghĩ mình chưa luyện tập đủ chăm chỉ, nên mình sẽ luyện tập chăm chỉ và trở nên mạnh mẽ hơn. Luyện tập chăm chỉ, trở nên mạnh mẽ. 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 Bồi bàn có thấy con côn trùng đó không? Tôi rất xin lỗi thưa ngài. Luyện tập chăm chỉ, trở nên mạnh mẽ.
Chúng ta sẽ phát động cuộc tấn công bất ngờ vào chúng tối nay. Wow, đây là cơ hội lớn để mình lấy lại được vị trí trong đội hình chính. Được rồi, tôi nghĩ hệ thống mới sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Vậy tất cả hãy nghỉ ngơi đi. Hệ thống an ninh ở tòa nhà của tiến sĩ H sử dụng công nghệ cao. Thực tế là họ đã bỏ sót một góc. Thật là một chiếc đèn mũi nhỏ hấp dẫn. Không không, mình phải tập trung. Tại sao tôi không thể bẻ khóa mật mã của họ? Sao phải phiền vậy? Cứ bấm chuông cửa thôi. Muộn lắm rồi, ai vậy? Quái vật đang ở đây. Ôi không, cái gì thế? Ngứa quá, không thể chịu nổi. Dừng nó lại đi. Để đó cho tôi. Dây điện bị cắt đứt rồi. Giờ là cơ hội của chúng ta. Bong bóng ngọt ngào. Cú đấm vui vẻ. Được rồi, cảnh sát đang trên đường đến. Chúng ta phải tống những con quái vật vào sau song sắt. Ôi trời, ngứa quá. Là tôi, đặc vụ Maggie đây. Chúng ta sẽ trốn thoát trong vòng 10 phút nữa. Đặc vụ Maggie đang ở đây để giúp chúng ta. Ngứa quá, tôi không chịu nổi. Những con quái vật đó thật ma mảnh. Mặc dù chúng ta đã không thành công trong việc chiếm tòa nhà của tiến sĩ H, ta vẫn quyết định khen ngợi đặc vụ Maggie vì sự dũng cảm của cậu ấy đã thể hiện khi giải cứu đội của mình. Và ta đã quyết định thăng cấp anh ấy từ đội B thành quái vật chính thức. Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Chúng ta hãy dành cho cậu ấy một tràng pháo tay. Cảm ơn. Đặc vụ Maggie đâu rồi? Tôi ở ngay đây.